Nếu chúng ta đang tìm kiếm một chiếc xe tải van Cambo 2 chỗ đi vào đường nhỏ ngõ hẹp với một chiếc xe mới, bây giờ chúng ta bỏ tiền ra mua thì nó cửa tiền xấp xỉ gần 270 triệu. Nhưng liên hệ ngay với em Quyết với số điện thoại là 0365639999 để sở hữu chiếc xe tải van Cambo này với mức giá rẻ đi rất là nhiều, chỉ trên 160 triệu thôi. Giá sẽ báo chi tiết vào phần cuối của video này. Đây là một chiếc xe tải van Cambo được sản xuất 2020, đăng ký nó bánh cuối 2020, và chiếc xe này trang bị trên mình một cái khối động cơ là 4 máy, máy 1.3, chuyển động cầu sau 2 chỗ và 950kg hàng hóa. Chính như vậy là nó rất thuận tiện cho chúng ta đi vào đường nhỏ ngõ hẹp, đường phố chở hàng mà không cần phải xin giấy phép về cái giờ giới nghiêm khi chúng ta đi vào phố. Xin chào mừng cả nhà thân yêu đã quay trở lại với kênh bán hàng của em Xuân Quyết Auto, đỉnh cao xe chất. Mới nhất trong ngày hôm nay đây, bên em sẽ mang đến cho chúng ta một chiếc xe tải van Cambo cực kỳ mới, cực kỳ lướt, chạy 4 vạn km, 5 quả lốp zin, không một quả lốp nào dính đinh. Nếu đây là lần đầu tiên toàn thể quý vị anh chị bạn đang xem video clip của em Quyết, hãy ủng hộ em nhé bằng cách ấn đăng ký kênh phía bên phải màn hình và bật vào nút rung chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kể video clip tiếp theo trong tương lai. Em là Xuân Quyết, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ từ 29 chỗ showroom trưng bày tại số 36 km 3 cầu Lộc Hà, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Chúng ta đến xem xe và lái thử ở tại địa chỉ đó, và trước khi đến nhấc điện thoại em gọi cho em Quyết với số điện thoại em để dưới màn hình là 0365639999, kết bạn Zalo em số điện thoại là 0175805555. Ngay bây giờ đây, cùng với em đi tổng quan một vòng ở trên chiếc xe tải van Cambo 2020 lăn bánh 4 vạn km này xem có những cái gì và còn mới như nào quý vị nhé. Bắt đầu thôi. Trước tiên nói về cái phần ngoại hình ở trên chiếc xe Cambo này thì chúng ta thấy đấy, tất cả các cái chi tiết của xe thì nó đều là đẹp, sáng, bóng, mới. Và chữ Cambo nằm ở phía trên, logo đầu trâu nằm ở chính giữa, lưới tản nhiệt dạng tổ ong đưa gió làm mát cho cái khoang động cơ nằm ở trung tâm. Ở phía dưới đây cũng vậy ạ. Và biển kiểm soát Hà Nội 29D. Cặp đèn của xe 2020 thì nó là form mới, cặp đèn bi và rất sáng, giúp cho chúng ta có thể là có một cái tần suất ánh sáng di chuyển rất là tốt. Bây giờ thì cùng em mở cái capo này lên để xem bên trong này nó có những cái gì và đẹp mới như nào quý vị nhá. Tiếng đóng cửa ở trên chiếc xe Cambo này phải nói là cực kỳ là thích, một chiếc xe tải van thôi, tiếng đóng cửa rất là chắc. Mở cái nắp capo này lên thì chúng ta nhìn đây này, mọi các cái chi tiết của xe ở bên trong nó là nguyên bản zin tuyệt đối, và mọi các cái con ốc nó còn sáng rực rỡ luôn quý vị nhé, như là một chiếc xe mới ở trong hãng ra. Tất cả mọi chi tiết của xe này nó là quá đẹp, quá mới luôn. Về cái phần thanh rằng của xe quý vị này, thanh rằng két nước, ngàm khóa cực kỳ là đẹp. Tất cả các cái chi tiết tay công, tay kích, rồi tháo lốp, tất cả các chi tiết đồ đạc phụ tùng theo xe là nguyên zin bản hết quý vị ạ. Đẹp không ạ? Một chiếc xe 2020 rất là đẹp, rất là mới, phải nói là mới đến 95-97% quý vị nhé. Chúng ta lấy chiếc xe này về chỉ có đổ xăng là chúng ta chở hàng hóa thôi. Với cái tầm tiền thì hơn 160 triệu trong cái thời điểm hiện tại, bây giờ nó rẻ hơn so với xe mới đến cả 100 triệu. Chúng ta chỉ cần đổ xăng vào lăn bánh 5 đến 7 tháng thôi là đã hòa vốn với cái chiếc xe Cambo này rồi. Mở cánh cửa này ra để cho chúng ta cùng quan sát tổng quan về cái cánh cửa mở nhiều nhất ở trên chiếc xe Cambo này. Thì chúng ta thấy đấy, mọi chi tiết của xe thì ở trên chiếc Cambo này đã được trang bị là kính điện, trợ lái điện, và tất cả mọi chi tiết của xe bên trong này hoàn thiện bằng da. Tất nhiên là một chiếc xe ở trong cái phân khúc bây giờ chỉ hơn 100 triệu, với cái tầm giá để chúng ta chở hàng mà được trang bị như thế là rất đầy đủ rồi. Đóng cánh cửa này lại, mở cánh cửa này ra thì chúng ta thấy đây này, tổng quan là một cái khu vực để thùng hàng ta chở hàng. Thì trên cái thùng hàng này chưa có bất kể một vết xước nào, bởi vì đây là một thùng hàng phải nói là rất mới, chủ cũ người ta mua về chỉ có để ở nhà thôi chứ chưa hề có sử dụng ở trên cái thùng hàng này. Tất cả mọi chi tiết của xe rất là thơm, và cái bề mặt nỉ này, bề mặt cao su này không có bất kể một vết xước nào quý vị nhé. Đây là cái bề mặt cao su zin nguyên bản theo xe. Về cái phần sơn ở bên trong, toàn bộ phần sơn ở bên trong này nó đều là một cái lớp nó rất là nguyên bản, zin 100% và không có bất kể một vết trầy xước nào quý vị ạ. Mở cánh cửa này ra thì chúng ta có một cái vị trí để mà đưa hàng vào. Cái điều rất là hay ở trên chiếc xe Cambo và những chiếc xe tải van đó chính là cái hệ thống cửa lùa ở hai bên, giúp cho chúng ta đưa hàng hóa vào bên trong nó rất là phù hợp, thuận tiện cho chúng ta. Đóng cánh cửa lại ạ. Có một cái không gian ở bên trong rất là rộng rãi, và chúng ta thấy đấy, khi mà những cái cánh cửa lùa một chiếc xe còn rất mới, chính như vậy là tất cả các cái gioăng keo, đường mỡ, keo chỉ ở trên chiếc xe này nó là nguyên bản tuyệt đối, và gioăng còn rất mới và rất đẹp quý vị nhé.
Để em đóng cánh cửa lùa vào cho ông ta nhìn này. Đẩy vào thì phải nói là chạy trên những cái thanh dây nó rất là chắc chắn. Và đây chúng ta nhìn cho em về bên sườn của xe bên trái, tất cả dàn lốp của xe đấy ạ, là 5 quả lốp nguyên bản zin theo xe. Tất cả các cái này không có bất kể một vết xước nào, và những cái con ốc này nó là đều nguyên bản zin toàn tập 100%. Với cái phần đèn hậu và phần cốp của xe ở phía sau đây ạ, thế để mà chúng ta có một cái ánh nhìn tổng quan nhất thì chúng ta thấy đấy, rất là rộng, kể cả những cái chỗ bậc bước lên xuống này và những cái chỗ để hàng này, không có bất kể chỗ nào bị trầy bị xước cả quý vị nhé. Còn rất đẹp, những cái ốp tôn nguyên zin hết quý vị ạ. Và khi mà chúng ta lên đây chở hàng, đặt hàng lên, nếu mà bây giờ chúng ta chở những cái hàng cứng thì chúng ta có thể là cho một cái miếng inox lên chốc cái thùng này là xong. Chỉ trên những chiếc Cambo 2020 mới được trang bị một cái lớp vách ngăn ở cái phần thùng xe, ngăn cách với lại phần khoang cabin, thì khi mà người ngồi ở trong khoang cabin thì có một cái lớp vách ngăn tôn kết hợp với kính, giúp cho cái khả năng làm mát của điều hòa rất là nhanh. Trần của xe là trần nỉ nguyên bản. Mọi chi tiết ở trên chiếc xe Cambo này thì còn cực kỳ mới. Đóng cái cốp xuống để chúng ta nhìn về hình ảnh tổng quan này. Cốp xuống cần thủy lực rất là nhẹ nhàng. Tất cả các cái thấu kính, pha đèn và các cái chi tiết ngoại hình của xe nó là nguyên bản hết quý vị nhé, rất đẹp. Với cái phần sườn ở phía bên phải trên chiếc xe Cambo này thì tất cả ở đây vẫn là những cái sơn nguyên bản zin của nhà máy, và có những chút trầy xước nhẹ thì về bên em cũng đã có tỉa sơn và đánh bóng rồi. Ví dụ như cái chỗ này là những cái vết xước nhỏ, những vết xước zin của sơn zin thì về bên em cũng không có làm gì cả. Và mở cánh cửa ở bên phụ ra thì chúng ta thấy đấy, trên chiếc xe này thì có một cái không gian nội thất cũng tương đối là sạch sẽ, thoáng đãng dành cho hai người ngồi. Và máy của xe thì còn rất là mới và sạch sẽ. Tổng quan thì mọi chi tiết của xe nó là zin hết. Ở trên cái vô lăng này thì đây là một chiếc xe trợ lực điện, cho nên là nó đánh lái rất là nhẹ. Logo nằm chính giữa trung tâm phím còi. Hệ thống đánh lái của xe phải nói đây là một chiếc xe tải van Cambo mà được đánh giá là có cái trợ lực lái cực kỳ là nhẹ. Và khóa của xe là khóa khiển theo xe nguyên bản, khóa cửa mở cửa đây ạ, và có cả chế độ tìm xe chống trộm này. Đấy, khi mà chúng ta đóng cửa ấn tìm xe vậy nó sẽ kêu tít 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 cho chúng ta. Em nổ máy để cho chúng ta xem này, máy của xe thì nổ cực kỳ êm. Hệ thống điều hòa này có FM, radio và tất cả các ni lông quý vị này còn chưa bóc nhé, chúng ta về chúng ta vẫn có thể bóc ni lông được. Ở phía bên trên cái mặt vô lăng này chúng ta thấy đấy, một cái bề mặt vô lăng này đánh lái rất là nhẹ nhàng, máy nổ đánh lái chết đấy, chúng ta thấy không ạ, nhẹ tênh luôn, rất là êm ái nhẹ nhàng quý vị nhé. Đi vào đường nhỏ ngõ hẹp rất là ổn. Đây là cái hình ảnh tổng quan của cái đồng hồ trên chiếc xe Cambo này quý vị nhé. Thì chúng ta thấy đấy, một cái đồng hồ còn rất mới, rất đẹp và ni lông vẫn chưa hề bóc bất kể chỗ nào. Km của xe chạy chuẩn ở đây quý vị nhé là 4.3 vạn, và thời gian em đang quay bây giờ là 16:40 quý vị ạ. Một chiếc xe phải nói là rất là mới, rất là lướt. Chúng ta lấy về chỉ có đổ xăng là chúng ta di chuyển thôi, không phải đầu tư thêm bất kể một chi phí nào. Với cái tầm tiền thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với những cái chiếc xe mới bây giờ chúng ta mua để đăng ký lăn bánh mới tinh quý vị ạ. Phía bên trái của xe thì được trang bị ở đây là một cái nút cảnh báo nguy hiểm. Và đi xe xuống dưới chúng ta thấy đấy, một chiếc xe đi ít thì cái phần chân ga, chân côn và chân phanh nó sẽ có rất là đẹp, không có bất kể một cái chỗ nào có cái dấu hiệu trầy trượt cả. Một chiếc xe phải nói là đẹp từng góc cạnh, từng cm. Nếu bây giờ quý vị anh chị bạn lấy chiếc xe này về thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với một chiếc xe mới. Nội thất của xe đã được bọc da rồi. Cảm ơn cả nhà thân yêu đã xem hết video clip của em Quyết đến giờ phút này. Em giới thiệu rất nhanh đến chúng ta một chiếc xe tải van Cambo vừa về showroom bên em. Đây là một chiếc xe được đăng ký lăn bánh cuối 2020 với mức giá bên em đang chào bán hiện tại bây giờ chỉ 169 triệu. 169 triệu để cho chúng ta sở hữu chiếc xe tải van Cambo đăng ký lên bánh cuối 2020 chạy 4 vạn. Nếu chúng ta xem video clip này thấy hay hữu ích, anh chị em bạn này, người thân mình đang có nhu cầu mua bán trao đổi ký gửi ô tô cũ, nhấc điện thoại alo cho em Quyết hoặc chia sẻ video clip này cho nhiều người cũng đến. Em xin trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị, anh chị và các bạn trong video clip tiếp theo.